Đây là hai siêu phẩm dinh dưỡng từ Nhung Hiêu cho sức khỏe của nam giới và phụ nữ ạ. Đây là cái sản phẩm mà dành cho sức khỏe của nam giới này, 270 viên này, và cái thương hiệu của là Teraba này, của nhà sản xuất là Panto Project. Thì cái sản phẩm này ấy, nó sẽ cung cấp cho sức khỏe nam giới những cái chất cần thiết nhất để cho ngăn ngừa các cái bệnh về nam giới, ví dụ như là viêm tiền tuyến này, rồi là tăng cường sinh lý này, giữ gìn độ trẻ trung của cơ thể này, tăng cường các cơ bắp này, nó săn chắc hơn này, và đặc biệt đối với những người mà tập thể dục thể thao ấy thì chúng ta thấy là bổ sung một cái phức hợp mà hoàn hảo như thế này ấy, thì rất là tốt cho cơ thể. Và cái sản phẩm này không phải là sản phẩm tổng hợp mà nó là chiết xuất từ Nhung Hiêu đấy, hoàn toàn từ Nhung Hiêu. Trong đấy họ sẽ tách chiết các cái thành phần mà cần thiết nhất cho cái sức khỏe của nam giới, thì họ khuyến nghị cái sản phẩm này. Ở trong đây thì chúng ta thấy nó có những cái thành phần rất là cần thiết như là protein này, đồng kẽm magie này đó, và chất béo này, năng lượng này, tất cả những cái thành phần này nhằm mục đích là cung cấp cho sức khỏe của nam giới sự ổn định và ngăn ngừa được các cái bệnh mà không mong muốn, kể cả những cái bệnh về đau nhức xương khớp hay là bị teo cơ ấy, và tăng và giúp cho cái trẻ hóa cơ thể tốt hơn ạ. Và đây là sản phẩm dành cho phụ nữ, vitamin cho sắc đẹp ạ. Cái vitamin này cũng chiết xuất từ hoàn toàn từ Nhung Hiêu, thì cái nguồn của Nhung Hiêu ấy, thì Nhung Hiêu đỏ của An Tai ấy, rất là giàu dinh dưỡng, và do là ở cái vùng này thì là điều kiện khí hậu và cái điều kiện tự nhiên là rất là tốt để cho cái loài hiêu nó sinh trưởng và phát triển. Và chúng ta thấy là cái khu nó rất là rộng lớn, đây là một cái khu mà rất là rộng lớn về thức ăn, nguồn nước và không khí, môi trường sống rất là trong lành, thành ra là cái chất lượng của họ cũng tốt. Và ngoài ra thì là cái nghề chăn nuôi hiêu ở đây cũng đã có lịch sử rất là lâu đời rồi, cho nên là các chuyên gia của họ rất nhiều kinh nghiệm để có thể là chăm sóc và tạo cho cái chất lượng của hiêu ấy, dinh dưỡng của nó là ở đạt mức độ tốt nhất và kiểm soát được cái bệnh tật tốt nhất ạ. Thì trong cái sản phẩm của cho phụ nữ này sẽ bổ sung tất cả các loại vitamin cần thiết nhất cho cái sức khỏe của phụ nữ, ngăn ngừa các cái bệnh về phụ nữ này, rồi là các cái mãn kinh sớm này, và bổ sung cái lượng mà thiếu hụt chất sắt trong cái cơ thể phụ nữ, vì phụ nữ là trải qua cái giai đoạn sinh con rồi là các cái giai đoạn hành kinh hàng tháng ấy, nó sẽ mất đi một cái lượng lớn các loại vitamin B trong đó, nó gây ra các hiện tượng như là rụng tóc này, rồi là sạm da này, và các cái vấn đề về sức khỏe sinh sản nữa. Thì chúng ta có thể nghiên cứu các cái sản phẩm như thế này với một cái tỷ lệ rất là hoàn hảo của tự nhiên rồi, thì chúng ta sẽ bổ sung hàng ngày giúp cho cái sức khỏe chúng ta tốt hơn. Và cái nguồn từ động vật bao giờ nó cũng mạnh mẽ hơn so với các nguồn từ thực vật. Và một cái hộp này là 270 viên ạ. Và chúng ta có thể uống. Đây là sản phẩm của vùng sinh thái sạch An Tai đấy. Và nhà sản xuất là Panto Project ạ. Đây là một trong những top đầu về nhà sản xuất về các sản phẩm Nhung Hiêu mà cao cấp, và họ cũng dành cho các cái liên đoàn Olympic thế giới ạ. Thành ra là chất lượng của họ được kiểm soát rất là tốt ạ.